Chào những người anh em thiện lành, lại là Mr. Sui đây. Ashin là con trai của nữ thần biển Thetis và vị vua Hy Lạp người Trần. Ngay ngày chào đời, chàng đã được tiên đoán là sẽ chết trong trận chiến kinh hoàng. Nữ thần muốn phá giải lời tiên tri này bằng cách đem Ashin đến dòng sông huyền nhiệm Styx, làm cho chàng trở thành minh đồng gia sắt bẩm sinh. Nhưng riêng chỉ gót chân của Ashin là chưa nhuốm màu phép thuật, nên đây chính là nguyên nhân vị anh hùng này tử trận. Do đó, gót chân Ashin được dùng để chỉ những điểm yếu của một đối tượng, dù kẻ đó có mạnh đến đâu. Thế mà chưa kể, Ukraine cũng chẳng phải là vô đối gì lắm cho cam, nên chắc chắn là đất nước này cũng có gót chân Ashin. Đặc biệt, đặt trong cuộc xung đột với Nga, gót chân mà Nga chẳng cần mất công tìm kiếm cũng dễ dàng nhận thấy được, thậm chí là ai cũng thấy được. Đó là hầu bao của Ukraine. Ví tiền của nước này viêm màng nặng đến mức gặp khủng hoảng trong tiền lương trả cho binh sĩ và người đứng đầu Zelensky phải in thêm tiền, khiến Ukraine lạm phát đến 30%. Chi tiết sự việc thế nào? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video hôm nay. Trong bối cảnh sự hỗ trợ về tài chính của phương Tây đến chậm và xung đột với Nga vẫn chưa chấm dứt, Kiev được cho là đã phải in tiền mặt để chi trả cho các hoạt động của quân đội. Theo tờ Wall Street Journal, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko đã tâm sự mỏng với hãng thông tấn Mỹ rằng ông rất đau đầu khi phải tiếp tục cân bằng giữa chi phí phát sinh từ cuộc xung đột với nguồn thu từ thuế giảm mạnh vì nền kinh tế bị vùi dập sau gần nửa năm gián đoạn. Tiền phí được Ukraine trích hầu bao ra chi trả cho cuộc xung đột với Nga đã lên đến 60%. Để làm được điều này, đất nước ở thế đối trọng với Nga đã phải thắt lưng buộc bụng hết sức có thể bằng cách cắt giảm tất cả các khoản chi không cần thiết. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, vì nguồn thu từ thuế chỉ đủ chi trả cho khoảng 40% chi tiêu của chính phủ. Chính quyền Kiev trước đó cho biết họ cần 5 tỷ đô la mỗi tháng để điều hành đất nước và sẽ không thể duy trì nếu không có sự trợ giúp của phương Tây. Tuy nhiên, sự giúp đỡ này luôn đến chậm hơn dự kiến, khiến Kiev lao đao. Ví dụ, đến nay, Liên minh châu Âu EU mới chỉ cung cấp 1 tỷ euro trong số 9 tỷ euro mà khối này hứa hẹn viện trợ cho Kiev. Đức thậm chí còn phản đối ý tưởng cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho Ukraine. Theo Bộ trưởng Marchenko, ông đã dành nhiều thời gian để thuyết phục các chính phủ phương Tây hành động nhanh hơn. Nếu không có các khoản tiền này, xung đột sẽ kéo dài và sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn cho các nền kinh tế, ông Marchenko giải thích. Dưới góc nhìn của Rostislav Shuma, cố vấn kinh tế của Tổng thống Volodymyr Zelensky, tình hình còn mang một hình hài khốc liệt hơn nhiều. Nếu Kiev hành động chậm chạp, người Nga sẽ ở biên giới Ba Lan ngay bây giờ, ông nói với tờ WSJ. Họ không cảm nhận được xung đột, đó chính là vấn đề. Điều duy nhất mà họ cảm nhận được ở EU là giá cả tăng cao. Do thiếu ngân quỹ, Ngân hàng Trung ương Ukraine không còn cách nào khác ngoài phải in thêm tiền để chính phủ trả lương cho quân đội và mua vũ khí, đạn dược để tiếp tục chiến đấu. Nghe cách giải quyết này có lẽ là chẳng mất tí trí lực gì mà có thể giải quyết được bất kỳ một vấn đề nào. Thế thì chắc thế giới phải có 7 tỷ Elon Musk rồi. Cách làm này đã khiến đồng Hryvnia của Ukraine bị suy yếu, trong khi đồng tiền này vốn đã mất giá 30% kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine, khiến lạm phát tăng đột biến. Nhưng theo Bộ trưởng Marchenko, sự hy sinh này là có thể chấp nhận được. Chúng tôi cần phải lo lắng về việc giành chiến thắng, thà rủi ro lạm phát cao còn hơn là không thể trả lương cho binh sĩ. Ông cũng cho biết xung đột có thể sẽ còn kéo dài và điều này phải được tính đến. Đây là một cuộc chiến tiêu hao, là một cuộc chạy marathon. Một câu hỏi khó trả lời, ngang ngửa với đọc thuộc từng chữ số sau dấu phẩy của số pi là tại sao đất nước nào cũng đầu tư không ít tiền vào chi phí quân sự, trong khi chiến tranh chẳng đem lại giá trị nhân văn. Hiểu theo trí tuệ của các cháu học sinh lớp 5 thì một trong những nhiệm vụ của quân sự, quân đội là để bảo vệ chủ quyền, sự an toàn của đất nước khỏi sự nhòm ngó xâm lược của các quốc gia khác. Vậy, không phải là nước nào cũng sống yên vui tại địa phận của mình, không đụng chạm gì đến vùng trời, vùng đất, vùng biển của nước khác là vấn đề đã giải quyết. Nhưng people thường thích make it complicated hơn nhiều. Theo một báo cáo chính thức công bố vào 27 tháng 4 năm 2020, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI cho biết là chi phí quân sự trên thế giới vào năm 2019 đã tăng lên mức cao nhất từ sau khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, và nước chi tiêu hàng đầu là Hoa Kỳ. Một cách tổng quát, báo cáo của Viện SIPRI ghi nhận chi phí quân sự trên thế giới đã tăng 3,6% vào năm 2019,
đạt mức 1.917 tỷ đô la. Năm quốc gia có mức chi tiêu cao nhất theo thứ tự là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Ả Rập Xê Út, chiếm đến 62% tổng chi phí quân sự trên thế giới. Trả lời hãng tin AFP, Nan Tian, chuyên gia nghiên cứu ở Viện Sibri, xác định mức chi tiêu của năm 2019 là mức cao nhất từ khi chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1989. Ngân sách quân sự đứng đầu thế giới vẫn là ngân sách Mỹ, tăng 5,3% trong năm 2019 lên thành 332 tỷ đô la, chiếm 38% chi tiêu quân sự của toàn thế giới. Sau 7 năm suy giảm, ngân sách Mỹ đã tăng trở lại kể từ năm 2018, đứng sau Hoa Kỳ nhưng ở khoảng cách khá xa là Trung Quốc, với ngân sách 261 tỷ đô la, tăng 5,1%. Ấn Độ đứng hàng thứ 3 với 71,7 tỷ đô la, tăng 6,8%. Theo phân tích của nhà nghiên cứu Nan Tian, trong vòng 25 năm qua, mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc đi theo đà tăng trưởng kinh tế của nước này và phản ánh việc Trung Quốc muốn có một quân đội tầm cỡ thế giới. Theo ông, Trung Quốc đã công khai cho thấy ý muốn cạnh tranh với Mỹ trong tư cách cường quốc quân sự thế giới. Còn tại châu Âu, điểm nổi bật là đà tăng chi phí quân sự của Đức, tăng 10% trong năm 2019, một mức tăng được đánh giá là mạnh nhất trong 15 nước đứng đầu danh sách của SIPRI. Một trong những lý do thúc đẩy Berlin tăng cường võ trang là Đức cảm nhận ngày càng mạnh về mối đe dọa đến từ Nga. Dù tăng mạnh, với con số 49,3 tỷ đô la chi tiêu cho quân sự, Đức chỉ đứng hàng thứ 7 thế giới sau Pháp một bậc. Đôi khi, chúng ta chỉ muốn được trở về làm trẻ con, không phải lo nghĩ gì về tình hình nhiễu loạn của xã hội. Và đôi khi, cách suy nghĩ của trẻ con lại mở ra một hướng giải quyết rất đơn giản cho vấn đề. Trong tình huống này, liệu giữ một tâm hồn trẻ thơ có giúp Ukraine vượt qua khủng hoảng tài chính? Curious Kid, những đứa trẻ tò mò, là một series hỏi đáp dành cho trẻ em ở mọi lứa tuổi trên trang The Conversation. Những đứa trẻ sẽ đặt câu hỏi trên trang The Conversation và trang sẽ đi hỏi các chuyên gia để giải đáp các thắc mắc. Trong số các câu hỏi được đặt ra, có một câu hỏi khá là thú vị từ cậu bé Clementine, 12 tuổi, đến từ London. Tại sao các nước nghèo không in thêm tiền để trở nên giàu hơn? Dù Ukraine không được xếp vào hạng nước nghèo, nhưng lúc này thì cũng có thể được xem xét nhận sổ hộ nghèo. In thêm tiền có thể gây ra điều gì? Khi một quốc gia muốn in thêm tiền với suy nghĩ sẽ làm đất nước giàu hơn, điều này hiếm khi có tác dụng. Vì nếu mọi người có nhiều tiền hơn, giá cả hàng hóa cũng sẽ tăng lên và chúng ta sẽ phải bỏ ra càng ngày càng nhiều tiền để mua cùng một lượng hàng hóa như nhau. Điều này đã xảy ra với Zimbabwe ở châu Phi và Venezuela ở Nam Mỹ. Hai quốc gia đều in thêm tiền để cố làm cho nền kinh tế phát triển. Khi các máy in tiền tăng tốc hoạt động thì giá cả tăng nhanh hơn, cho đến khi các quốc gia trải qua một thứ gọi là siêu lạm phát. Đó là khi giá cả tăng một lượng khủng khiếp trong một năm. Khi Zimbabwe bị siêu lạm phát năm 2008, giá đã tăng tới 231 triệu phần trăm trong một năm. Hãy tưởng tượng một cái kẹo mút Chupa Chup có giá 1 đô Zimbabwe trước khi lạm phát sẽ có giá 231 triệu đô Zimbabwe một năm sau đó. Lúc bấy giờ, số lượng giấy in ra số tiền có thể còn giá trị hơn số tiền ghi trên đó. Có thể in thêm tiền để giàu hơn, nhưng để giàu hơn, một quốc gia phải sản xuất và bán nhiều thứ hơn, cả hàng hóa và dịch vụ. Việc in thêm tiền sẽ an toàn hơn, vì người dân có thể dùng tiền đó để mua thêm lượng hàng hóa tăng thêm. Nếu một quốc gia chỉ in thêm tiền mà không gia tăng sản xuất, giá cả sẽ tăng lên. Ví dụ, một bộ đồ chơi Star Wars bản đặc biệt được sản xuất vào năm 1970, hiện nay không còn ai sản xuất nữa. Vì vậy, dù có nhiều tiền hơn cũng không có nghĩa là sẽ có nhiều người hơn mua được nó. Người bán sẽ tiếp tục tăng giá. Hiện chỉ có một quốc gia có thể giàu hơn bằng cách in thêm tiền, đó là Mỹ. Đó là bởi vì những thứ giá trị nhất mà các quốc gia trên thế giới mua và bán với nhau, bao gồm vàng và dầu mỏ, đều được định giá bằng đồng đô la. Vì vậy, nếu Mỹ muốn mua nhiều hơn, họ thật sự có thể in thêm tiền. Dù vậy, nếu in quá nhiều, hàng hóa tính bằng đô la vẫn sẽ tăng giá. Dĩ nhiên, các nước nghèo nếu muốn in thêm tiền, chỉ có thể in đồng tiền riêng của họ, chứ không thể in đồng đô la. Và nếu họ in quá nhiều, giá sẽ tăng rất nhanh và người dân sẽ không dùng đồng tiền đó nữa. Thay vào đó, mọi người sẽ trao đổi hàng hóa với nhau hoặc yêu cầu được trả bằng đô la thay vì đồng tiền quốc gia. Đó là những gì đã xảy ra ở Zimbabwe và Venezuela và nhiều quốc gia khác với tình trạng siêu lạm phát. Venezuela đã cố gắng bảo vệ người dân khỏi siêu lạm phát bằng cách thông qua các đạo luật giữ giá đối với các hàng hóa thiết yếu như thực phẩm và thuốc men. Tuy nhiên, vì không tăng giá
nên các mặt hàng đã bị mua sạch khỏi các cửa hàng. Nhưng không phải một quốc gia không bao giờ giàu hơn nếu in thêm tiền. Họ vẫn có thể giàu hơn nếu quốc gia đó không có đủ tiền. Nếu không đủ tiền, doanh nghiệp không thể bán hàng hay trả công nhân viên. Người dân không thể vay tiền từ ngân hàng vì ngân hàng cũng không có đủ tiền. Trong trường hợp này, in thêm tiền giúp người dân chi trả nhiều hơn, các công ty sản xuất nhiều hơn, có nhiều thứ để mua hơn và người dân cũng có thêm tiền để mua chúng. Năm 2008, khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra, các ngân hàng đã mất rất nhiều tiền và không thể chi trả cho khách hàng. May mắn là hầu hết quốc gia đều có ngân hàng trung ương để quản lý các ngân hàng khác và họ đã in thêm tiền để giúp nền kinh tế vận hành trở lại. Quá ít tiền làm cho giá cả giảm, điều này không tốt. Nhưng in quá nhiều tiền mà không có sự gia tăng sản xuất, làm giá cả tăng lên, điều này cũng tệ không kém. Việt Nam chúng ta cũng từng phải đối mặt với tình cảnh này. Vào hồi năm 2015, khi đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất vay 30.000 tỷ đồng để bổ sung vào ngân sách. Lý giải cho đề xuất vay này, ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Ngân hàng Nhà nước, khi ngân khố quốc gia thiếu hụt, tạm thời có thể vay tiền từ Ngân hàng Nhà nước và hoàn trả ngay trong năm. Bộ Tài chính cũng đã tính đến tác động tiêu cực đối với việc điều hành chính sách tiền tệ, nên sẽ kết hợp hài hòa giữa chính sách này và chính sách tài khoá bằng các công cụ thích hợp thông qua nghiệp vụ của kho bạc nhà nước. Do đó, theo ông Hải, có thể kiểm soát được để không gây ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu phân tích, với bất cứ quốc gia nào, việc Bộ Tài chính vay tiền từ Ngân hàng Nhà nước là điều bình thường, dễ hiểu. Nhưng đặt trong bối cảnh bấy giờ, phải hết sức thận trọng. Thứ nhất, nguồn dự trữ ngoại hối từ Ngân hàng Nhà nước lúc đó tuyên bố có 37 tỷ đô la, 10 tấn vàng lớn nhất từ trước tới 2015 nhưng không thể dùng để cho vay, bởi nó được dùng để can thiệp, điều hành giữ ổn định tỷ giá theo mục tiêu cam kết của Ngân hàng Nhà nước tăng không quá 2% trong năm 2015. Thứ hai, đối với các quỹ khác như quỹ điều hành chính sách tiền, quỹ dự phòng tài chính đều là các loại quỹ tối quan trọng, dùng can thiệp và điều hành chính sách trong các trường hợp rủi ro. Ngân hàng Nhà nước phải liên tiếp mua lại các ngân hàng, bơm tiền vào tái cơ cấu lại. Như vậy, nếu vay nguồn này, lỡ có sự cố xảy ra trong hệ thống thì lấy tiền đâu xử lý? Trong khi, các quỹ này cũng không đáng kể gì, ông Hiếu cho biết. Nguồn lực dồi dào nhất của Ngân hàng Nhà nước nằm ở lượng tiền phát hành. Nhưng hàng năm, theo ông Hiếu, lượng tiền in ra bao nhiêu được tính toán chặt chẽ dựa trên các yếu tố về lạm phát, lượng vàng, ngoại tệ dự trữ cân đối. Nếu in thêm tiền để cho vay, chắc chắn sẽ gây áp lực lớn đến nợ công cũng như gia tăng bất ổn vĩ mô từ việc không kiểm soát được lạm phát. Chuyên gia này khuyến cáo. Chuyên gia tài chính tiến sĩ Ngô Chí Long cũng bình luận. Việc in thêm tiền đòi hỏi phải tạo ra được nguồn hàng tương ứng. Khi khối lượng tiền trên được bơm vào nền kinh tế mà không làm gia tăng được lượng hàng tương ứng, chắc chắn sẽ đẩy giá cả tăng thêm, gây ra lạm phát. Không nên vì khó khăn trước mắt mà vội vã huy động bù đắp ngân sách bằng kênh này. Nên chăng chúng ta tính toán tới việc cắt giảm chi tiêu, đặc biệt chi thường xuyên. Có như vậy mới giảm được bội chi, giảm áp lực trả nợ, ông Long đề nghị. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu cũng đề xuất, căn cơ hơn là tăng cường xử lý nợ đọng thuế, giảm chi tiêu, hỗ trợ doanh nghiệp, hồi phục làm ăn có lãi nộp tiền cho ngân sách. Còn việc đi vay thì chỉ là nhất thời, không bền vững, lại rất rủi ro cho chính sách tiền tệ. Như vậy, in thêm tiền rõ ràng là một giải pháp tồi tệ, nhưng nếu không còn sự lựa chọn nào khác, thì sự quyết định vẫn nằm ở Ukraine mà thôi.